Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hành khách buộc phải hoãn hủy chuyến bay vì lo lây lan dịch bệnh. Đây là điều không mong muốn của đa số hành khách. Tuy nhiên, mức phí hoàn đổi vé của các hãng hàng không đưa ra rất cao, từ 350.000 đến 500.000 đồng một vé, chưa kể phí chênh lệch của giá vé. Thậm chí, các hãng bay còn ẵm luôn phí dịch vụ cảng, phí soi chiếu an ninh mà không hoàn trả cho hành khách, khiến nhiều hành khách tỏ ra rất bức xúc. Chị Kim Ngân đã đặt 16 vé máy bay của 3 hãng hàng không cho cả gia đình đi du lịch sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nhưng vì dịch bùng phát mạnh và gia đình chị có người nằm trong vùng bị cách ly nên chị buộc phải đổi vé. Dù đã nhanh chóng gửi đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của các hãng, nhưng đến nay chị vẫn chưa nhận được phản hồi nào của hãng bay. Tôi đã gửi đầy đủ tất cả các thủ tục, thế nhưng mà vẫn phải chịu cái phí hoàn vé và không được miễn cái phí này. Và gia đình tôi có 16 vé thì cái chi phí đổi rất là cao. Hơn nữa là khi mà tôi gửi cái thủ tục mà để chứng minh rằng là gia đình mình đang ở trong khu vực bị giãn cách xã hội thì đến nay đã hơn một tuần rồi nhưng không phải nhận được cái phản hồi của hãng. Thông thường thì mỗi vé máy bay của khách hàng phải chịu thêm nhiều loại phí như phí soi chiếu an ninh tại sân bay là 20.000 đồng một hành khách, phí phục vụ hành khách tại sân bay các mức 60.000, 80.000, 100.000 đồng một hành khách. Và khi khách hàng hủy vé thì buộc các hãng bay phải trả lại cho khách các khoản này. Nhưng xem ra tất cả khách hàng đều không nhận được một đồng nào từ việc hủy vé. Thật ra thì với một khách hàng thì 50.000 hay là 100.000 nó cũng không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà với rất nhiều khách hàng và trong một thời gian rất là lâu thì rõ ràng là cái mức lợi dụng tiền của khách hàng như này nó là cực kỳ nhiều và nó ảnh hưởng đến túi tiền của khách hàng cũng như là uy tín của hãng hàng không rất là nhiều. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng thông thường các hãng không thực hiện hoàn trả vì hai bên không thực hiện hợp đồng. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, các hãng đã bảo lưu cho khách là các đối tượng F0, F1, F2, những người vùng dịch. Còn về việc hoàn phí cho khách hàng khi hủy vé, Cục Hàng không Việt Nam đang làm việc với các hãng để đảm bảo công bằng, minh bạch cho khách hàng. Còn chi tiết thì chúng tôi đang làm việc với các hãng và để có những quy trình, các công bố công khai để hành khách có cái điều kiện tiếp cận thông tin. Và một trong những khó khăn hiện nay của các hãng đó là nhiều khi tìm cái khách rồi địa chỉ liên lạc cũng là khó. Đấy là những thông tin ban đầu chúng tôi có được từ các hãng. Dịch bệnh xảy ra khiến cả khách hàng và đơn vị cung ứng dịch vụ đều phải chịu thiệt hại. Nhưng sẽ là không công bằng khi chỉ khách đi máy bay phải hứng chịu. Vậy nên các hãng hàng không cũng phải có trách nhiệm với khách hàng để giữ uy tín, thương hiệu của chính họ.